cầu rồi. Lily and Bookie tried to play with Anpol. Tên sao Lily nó ru hồn lâu rồi. Before I go into bed, and today's now is raining, so Lily and Lucky enjoy playing with Anpol and Daddy before going to bed. They just playful during the rain, and now seems like Lily did not scare the rainy sound. Good. They are so cute. Mình cho ta là một cái chuyện thảo là tin. Ta có hai bên đi. 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 Want to see you walking, eh? Your friend want to see you walking. Căn cứ tôi nghe tiếng trai của đi nè, hấp, đa, và hấp,
Chừng này thôi, chừng này mà ăn lên về. Mày 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 nghe cái hai một kỳ lận vì đâu có tôi nhận thơ nhỉ chân với ấp sơ bay cho tệ nghe mấy cái từ chỗ ban lele rukrem ban kai jero ei kelai ban chân nó không phải là người thường.